cảm ơn em vì 10 năm qua. Anh có điều gì giấu em không? Em phải tin anh. Đối với anh bây giờ, em và con là quan trọng nhất. Chị rất muốn nhờ em để ý anh nuôi giùm chị. Vâng. Mở Vion xem Tiểu Tam Không Có Lỗi, 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần từ 7 tháng 11.